chị cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Hôm nay thì rất là nhiều anh chị ủng hộ cái dòng bơm hơi sạch nha, nhưng mà cũng có một số anh thợ là mình thích sử dụng dòng hơi nhớt nha. Hơi sạch thì để mình xài những cái chung cư này, hoặc là những anh chị nào mà xài gia đình á, muốn êm, mình muốn nằm kế bên mà mình ngủ luôn thì mình xài cái mẫu sản phẩm đó nha anh chị. Còn hôm nay thì bảo sẽ lên một cái mẫu sản phẩm công suất hơi rất là lớn nha, 3.5 HP, nhưng mà vòng tua thì 2.800, hơi sạch thì chỉ có là 1.400 thôi anh chị. Đó, dòng sản phẩm này là dòng thương hiệu là T-Max. Đây, có một số anh chị bảo T-Max Nhật, cái này là không phải là Nhật nha anh chị. Anh chị là cứ nhìn nơi máy có cái chữ mà gì đây, Tech gì, Lego Lê gì đây, bảo không đặt tiếng Anh, nhưng mà anh chị dịch ra là công nghệ của Japan nha. Còn mà Nhật thì không có đâu nha anh chị. Đó, thương hiệu này thì được đúc liền luôn anh chị, không phải dán. Dòng thương hiệu T-Max do công ty Thanh Trung Nam nhập khẩu và độc quyền phân phối nha anh chị. Dòng máy này là có cái thương hiệu khá là đẹp anh chị ạ, cực kỳ là sáng bóng luôn. Rồi, dòng sản phẩm này thì xài rất là bền hơn so với cái dòng sản phẩm kia, tại nó xài bằng nhớt. Đây là nắp nhớt này, anh chị mua về thì phụ kiện đi kèm của nó là như sau đây. Nén khí thì phụ kiện đi rất là ít anh chị ạ. Anh chị thấy không? Hai bánh rồi, hai bánh xe. Một cái đầu này chúng ta kê phía dưới này nè, để mà chúng ta dắt đi, còn ốc sơ cua đầy đủ. Dòng sản phẩm này thì được công ty bảo hành chính hãng 6 tháng nha anh chị. Dây đồng của sản phẩm này là 100%, anh chị không tin về cứ cạo ra nha. Rồi mình mua về mình thay cái này vào để mình xài nha. Công ty cũng rất là tuyệt vời là cho chúng ta cái bình nhớt, như mình đổ vào đây mình xài luôn, không cần thay nhớt nha. Bảo tiến hành lôi ra đổ vào đăng ký luôn. Cái bình này siêu đẹp luôn anh chị ạ, siêu mini. Mình về mình cảm thấy thiếu thì mình đổ thêm nha. Cái này thì lượng mùi để máy nó thở nha. Rồi mình đổ xong thì mình thấy nhớt nó báo này, đầm dưới mức đỏ này là không ổn nha anh chị, phải thêm nhớt vào. Rồi anh chị thấy không, lúc mà chúng ta đổ nhớt vào thì cái này bảo nghỉ là nhớt vừa đủ anh chị ạ, không thiếu đâu. Nhưng mà mình muốn thêm tí cũng không sao. Rồi bên này là cái con ốc xả nhớt đây này, anh chị thấy không, 3 HP mà. Xung quanh chị nhìn thấy cái đầu này không, 3 HP thì cái đầu này rất là lớn nha anh chị. Dòng máy này thì công ty nó đúc liền những cái khối hộp kim nhôm này, vàng ốc thì toàn ốc lục giác anh chị ạ. Xung quanh đâu đó thì ốc lục giác này là xi inox, không phải inox nha anh chị. Còn này piston rất là lớn nha anh chị. Với cái công suất 3 HP thì mình làm việc hơi càng nhiều càng nhanh, thì mình mua về mình xài cái sản phẩm này. Dây đồng thì lo gì đúng không. Rồi cái ốc bảo vệ an toàn khá là đẹp anh chị ạ. Này, nó đúc nhựa này là nhựa 3D, nó có những cái đường ren li ti này, vận chuyển nó lóc ra tí anh chị ạ, không sao. Cái này thì cũng không cần thiết. Đó, về ngoại hình máy T-Max luôn luôn là có màu xanh rồi, cực kỳ là chắc chắn luôn, bình rất là dài nha anh chị, cực kỳ là dài luôn. Rồi bây giờ bảo sẽ đọc thông số cho anh chị xem nha. Dòng máy này nó ghi là Japan, đó T-Max này. Dòng máy này có dung tích bình là 30 lít, 8 bát nha anh chị, mình lên tối đa là 8 bát thôi, còn 115 Pepsi nha anh chị. Công suất của máy là 3.5 HP, 2600W, lực nén hơi là siêu kinh khủng anh chị ạ, 200 lít trên 1 phút anh chị thấy không, cực kỳ là lớn luôn. Đó, sản xuất đời này là đời mới, bảo vừa nhập về mà 2020 mới sản xuất năm này à, cực kỳ là mới luôn. Mình khá là dài nha anh chị. Chị nào mà quan tâm tới cái sản phẩm T-Max hay gọi là Nhật gì đó thì mình liên hệ cho bảo nha, số điện thoại bên góc màn hình nha. Rồi, về van một chiều dòng máy này tích hợp cho chúng ta là một cái van đứng anh chị ạ. Đó, có van an toàn đầy đủ, mình chỉnh cái này cao khí hoặc là gland này hư thì cái này tự xả nha. Còn dây tản nhiệt là dây xi đồng thôi, không phải là đồng. Nó vào một cái van một chiều khá là nhanh. Dòng máy này thì nó hơi ồn rồi, nhưng mà lên hơi rất là nhanh nha anh chị. Bảo sẽ tiến hành test máy cho anh chị xem. Anh chị mua máy về á thì bảo vẫn tặng cho anh chị cái đầu nối nhanh rồi, khỏi cần ra mua. Còn cái này lột ra không, đầu nối nhanh thì cái này rẻ mà, đâu có nhiều đâu. Về anh chị mất công là nhiều khi vùng sâu vùng xa á, mình ra ngoài mua không có nha, mình vặn vào đây xài thôi. Dây nguồn dòng máy này thì tầm mét anh chị ạ, không có dài, có nhu cầu lên dây thôi. Bảo sẽ tiến hành găm máy cho.
Rồi anh chị găm máy mà muốn hơi sạch, khí sạch hoặc là muốn êm hơn tí xíu thì mình bỏ UA vào nha, lọc gió cho nó trong và máy nó xài nó bền nha. Nhưng mà sản phẩm này xài nhớt thì siêu bền luôn, tua nhanh, chạy rất là nhanh nha anh chị. Rồi bảo sẽ tiến hành bật nha. Cái này có cái glacier này, mình giật lên giật xuống và chạy. Đó. Rồi, chưa tới 8kg là ngắt anh chị ạ. Dòng máy này thì hơi rất là mạnh nha. Bảo sẽ tiến hành xả cho anh chị xem. Tầm khoảng 5kg là bơm lại anh chị ạ. Dòng máy này thì lên hơi rất là nhanh nha. 200 lít trên 1 phút là anh chị thấy khả năng nén hơi nó như thế nào rồi. Rồi anh chị nào muốn mua về xài nhiều, xài bắn tốc độ, ví dụ như đinh 5 thân tường, hoặc là mình bắn những cái mà đinh gỗ á, càng nhanh thì mình sắm cho mình cái sản phẩm như thế này nha. Giá thì nó cũng không có mắc đâu. Nhiều sản phẩm thì nó rẻ hơn một tí, thì nói chung là chất lượng thì tiền nào của đó anh chị ạ. Mình muốn mua thích thương hiệu T-Max thì mình mua về xài. Hoặc là bảo rất là nhiều Panda rồi Đát Tông rồi bảo khá là nhiều mẫu nha. Anh chị có thể lên kênh YouTube Bảo lựa chọn nha. Còn mà muốn mà xem video tiếp theo thì hãy đăng ký kênh. Rồi muốn mua sản phẩm thì liên hệ góc trái màn hình nha. Rồi video tới đây thôi, Bảo xin chào tạm biệt anh chị nha. Bảo hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.